Hello chào các bạn, và trong video này mình sẽ lại tiếp tục gửi cho các bạn những con máy pin trâu cấu hình khỏe, màn hình lớn, giá tốt để chơi game. Đó, vào video. Rồi đối với con máy đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu các bạn con máy là Realme 5. Thì ở Realme 5 thì đây là một con máy vừa mới ra mắt gần đây với dung lượng pin khá là trâu. Chúng ta sẽ có thời lượng pin là 5000 mAh, cùng với đó là chúng ta sẽ có sạc không nhanh 10W đó. Và màn hình thì theo mình thấy đây là một cái màn hình hiển thị cũng khá là đẹp với tấm nền IPS LCD 6.5 inch, độ phân giải là HD+. Màu sắc lên thì đối với tấm nền này thì nó thuộc dạng ổn, và thật sự nếu mà đem ra so sánh với những tấm nền Full HD+ thì nó vẫn còn thua khá xa về độ chi tiết. Và nếu anh em quan tâm tới cấu hình để anh em chơi game thì cấu hình con này thuộc dạng cũng là ổn luôn. Đó, con này thuộc dạng ổn rồi, ổn để anh em chơi game. Thì với con chip Snapdragon 665 chúng ta sẽ có 3GB và 32GB ROM nè. Cùng với đó chúng ta sẽ có bản 4GB và hai phiên bản bộ nhớ là 64GB và 128GB đi kèm theo. Rồi đó là con máy đầu tiên, mình nghĩ là một cái kiểu khởi đầu nhẹ nhàng. Và nếu anh em chê con này chưa đủ đô thì mình sẽ giới thiệu anh em con máy thứ hai, đó là Realme 5 Pro. Và Realme 5 Pro là một con máy mà theo mình đánh giá là một con máy nâng cấp khá lớn của Realme 5, nhưng nó không chênh lệch quá nhiều về mức giá. Như em thấy, chúng ta sẽ có một cái viên pin là 4035 mAh, thấp hơn, nhưng chúng ta sẽ có sạc nhanh 20W. Và sạc nhanh 20W này tương đương với chuẩn VOC 3.0, nhưng mà trên Realme chúng ta không có. Với cái sạc nhanh 20W này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái dung lượng pin 4000 tại ga. Và vấn đề thứ hai ở Realme 5 Pro là màn hình. Thì màn hình của Realme 5 Pro nó đương nhiên nó sẽ phải xịn sò hơn so với lại Realme 5 rồi. Chúng ta sẽ có cái tấm nền IPS LCD 6.3 inch, nhưng độ phân giải được tăng lên là Full HD+. Và với cái việc nâng cấp lên độ phân giải thế này cùng với lại tấm nền IPS LCD, mình thấy là nếu anh em chơi những tựa game như là PUBG nè, hoặc là Liên Quân, hoặc là những tựa game IPS mà cần tầm nhìn cao, thì chúng ta sẽ có độ chi tiết cao hơn rất nhiều so với lại màn HD+. Cùng với đó là về cấu hình thì nó cũng đáp ứng đủ cho anh em chơi những tựa game ví dụ như là PUBG, Liên Quân, và nó là bản nâng cấp rất là đáng giá so với lại cái phiên bản 660 ở trên cái con Realme 5. Và nói về cấu hình thì nó cũng là một bản nâng cấp khá là đáng giá từ chip Snapdragon 665 ở trên con Realme 5. Thì chúng ta có Snapdragon 710 ở trên Realme 5 Pro, và cấu hình này đủ cho anh em sử dụng thoải mái, và mình gọi đây là con chip quốc dân để chúng ta sử dụng khoảng 2-3 năm nữa thoải mái mà không sợ lỗi thời ở phân khúc tầm trung. Và chúng ta sẽ có nhiều những cái phiên bản để lựa chọn bộ nhớ, ví dụ như là RAM từ 4GB tới 8GB nè, hoặc là bộ nhớ trong thì sẽ là 64GB cho bản 4GB và 6GB RAM, và 128GB cho bản 8GB RAM. Rồi, và link không che giá tốt mình sẽ để phía dưới phần mô tả cho những con máy mình đề cập ở đây, để anh em có thể dễ dàng xem giá, mua luôn và có thể tham khảo qua. Đó, và chúng ta sẽ đến với con máy tiếp theo. Đây cũng là một con máy vừa mới ra mắt gần đây, và mình có sự quan tâm khá đặc biệt với con máy này, bởi vì mình cũng đang phân vân không biết mình có nên mua hay không. Đó là Oppo A9 2020. Và đúng chất đây là một con máy để người khác phải suy nghĩ, để người dùng phải băn khoăn là không biết mình có nên mua hay không. Với những cái nội thất, ngoại thất, rồi gear nó mang trong người thì mình không biết là thật sự nó lại đặt ra một câu hỏi luôn là chúng ta có nên mua hay không. Mình thấy ha, ở đây chúng ta sẽ có viên pin khá là lớn là 5000 mAh, nhưng mà hứa hẹn đây sẽ là viên pin sử dụng cả ngày nhưng không có sạc nhanh. Và theo Oppo thì đây là một cái viên pin mình sử dụng khá là thoải mái rồi, và thậm chí là mình có thể gọi là sạc lại cho những thiết bị khác, nhưng mà nó vẫn là không có sạc nhanh. Đó là một cái trở ngại. Nếu như ví dụ mình đi du lịch đi mà mình không có sạc nhanh thì 5000 chứ chắc mình đã xài đủ nếu mà dùng 4G. Rồi nhìn về ngoại thất thì mình thấy là ok, kết rồi đó. Mẫu mã đẹp các kiểu thì cái đó mình sẽ không nói ở đây, tại vì ở đây mình nói về màn hình, pin và cấu hình. Về màn hình thì mình thấy đây là một con máy có màn hình chưa đã lắm. Và thực sự nói đây đúng là một cái sự lựa chọn ổn cho tầm giá thôi. Vì nếu anh em có sự so sánh đó, thì với Oppo A9 2020 với Oppo K3 thì nó là một cái phiên bản cắt giảm đi khá là nhiều của màn hình. Và nếu anh em đã từng cầm Oppo K3, anh em sẽ thấy được màn hình của Oppo K3 sẽ hơn rất nhiều so với Oppo A9 2020, nhưng nó vẫn ổn tầm giá. Thì Oppo A9 2020 chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.5 inch, đây là tấm nền IPS LCD với độ phân giải là HD+. Và về màn hình thì anh em có thể xem lại bài đánh giá chi tiết để kiểu anh em có cái nhìn sâu và xa hơn về cái màn hình của Oppo A9 2020. Thì link của video đó thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả hoặc là ở trên phía bên này đó, cho anh em dễ dàng nhìn. Và với cái việc
việc màn hình ổn, thiết kế ổn, pin ổn thì cấu hình cũng ổn. Đây là cũng hay, mình gọi là phải phân vân rất nhiều không? Tại vì mọi thứ đều ổn nhưng mà mọi thứ đều có những cái khiếm khuyết riêng của nó. Thì cấu hình của Oppo A90 2020 thì mình đánh giá nó vẫn là một cấu hình ổn và sử dụng thoải mái trong thời gian hiện tại của phân khúc tầm trung. Và với con chip 665 thì mình nghĩ nó cũng không có quá thấp mà cũng không có quá cao, nó chỉ là một mức giữa thôi. Thì không biết đây là mình có thể sử dụng được nó khoảng 2-3 năm. Nếu như đặt câu hỏi mình muốn sử dụng lâu dài thì mình sẽ chọn cái gì? Theo mình thì mình có thể gọi là lược bỏ luôn cả Oppo A9 2020 nếu mình chọn những cái tiêu chí như vậy, và mình chọn Oppo K3 vì mức giá nó lên chỉ khoảng đâu đó 1-2 triệu thôi, thì anh em sẽ có những thứ hơn rất nhiều. Như đó thì đó là những cái sự giới thiệu lúc nãy. Thì bây giờ mình lại nói tiếp tục với con máy mà mình cảm thấy là ưng nhất trong tất cả những con máy ở phân khúc tầm trung hiện tại, đó là Oppo K3. Thì Oppo K3 chúng ta sẽ có viên pin hơi thấp một chút là 3765 mAh, nhưng mà chúng ta sẽ có công nghệ sạc nhanh VOC 3.0. Và với cái thằng xuyên sạc như mình thì mình nghĩ là chắc thoải mái thôi, dùng thoải mái không có vấn đề. Và chúng ta sẽ có luôn cả một cái màn hình rất là đẹp, thật sự rất là đẹp và xuất sắc trong phân khúc tầm trung. Đây là một cái màn hình AMOLED 6.5 inch độ phân giải là Full HD Plus, và anh em có thể xem lại chất lượng hiển thị qua cái video mình sẽ chiếu nhỏ nhỏ đây. Rồi, tuyệt vời đúng không? Thì xong với việc mà màn hình tuyệt vời thì chúng ta còn có một cấu hình rất là quốc dân ở phân khúc tầm trung. Đây là một cấu hình mà nếu mà anh em gọi là mua máy trong thời điểm hiện tại, mua máy chính hãng á, thì nó là một cái cấu hình khá là xa xỉ ở cái phân khúc đâu đó khoảng 6 triệu. Chúng ta sẽ có con chip 6710, RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 64GB. Và đối với mình là một người có nhu cầu sử dụng cao á, thì đây là một cấu hình gọi là tối thiểu để mình dùng 2-3 năm nữa mà không bị sợ bị lỗi thời thì cấu hình. Thì nói về sử dụng lâu dài thì không biết mình nên hỏi anh em là anh em có mua con máy này không, đó là V Max Lite. Thì V Max Lite thì lúc ra mắt thì mức giá nó khá là cao, nhưng hiện tại mình thấy mức giá nó khá là ổn rồi. Thì tại Bạch Long thì giá nó là 5.990.000, mà chúng ta được cái voucher giảm 900.000 là còn 5.090.000. Giá nó cũng mình nghĩ là hợp lý hơn so với lại cái thứ mà mình đạt được. Chúng ta sẽ có một con máy pin là 4000 mAh, chúng ta sẽ có sạc nhanh WeChat 3.0. Về màn hình thì mình thấy nó hơi dị chút xíu, thì mình gọi đây là cái màn hình mập và lung. Chúng ta sẽ có một cái màn hình với tấm nền IPS DFT LCD 6.2 inch với độ phân giải là Full HD Plus. Và đó thiết kế thì mình như nói rồi đó, mình gọi là mập và lùn. Nhưng mà với cái thiết kế mập lùn này thì mình sẽ có được cái tối ưu hóa hiển thị và tối ưu hóa cái không gian để mình trải nghiệm ở trên màn hình nó tốt hơn. Mình nghĩ đây là một cái điểm đáng khen chứ không phải là một điểm đáng chê đâu. Cấu hình của V Smart Lite thuộc dạng ổn ở trong cái phân khúc giá này, với con chip Snapdragon 675, RAM là 4GB và chúng ta sẽ có 64GB bộ nhớ trong. Và như anh em thuộc dạng mà mình thấy là có chê V Smart quá nhiều khi mà nhìn so sánh với những con máy khác, nhưng mình thấy ha, với con chip Snapdragon 675 thì nó cũng đã ổn hơn rất nhiều so với lại những con 660 hoặc là 665 hiện tại. Cho nên là đừng chê nữa nha, nó rất ổn đó. Như hiện tại thì mình có một con máy mà mình gọi là khá là thích, và mình nghĩ là nó hợp lý cho cái tiêu chí là pin trâu, cấu hình tốt và màn hình lớn, là LG V50 ThinQ. Thì con máy này là một con máy xách tay, cho nên anh em phải lưu ý nha, đây là máy xách tay, cho nên là anh em cần phải lưu ý khá nhiều khi anh em muốn mua, và sau khi bị mình mỹ dân xong thì anh em chắc chắn sẽ muốn mua. Đầu tiên thì đây là một cái sự lựa chọn giá rẻ, cấu hình cao, pin khủng, màn hình cực khủng. Đây là con máy với dung lượng pin là 4000 mAh, chúng ta sẽ có sạc nhanh 18W. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.4 inch độ phân giải là 2K, đây là tấm nền P-OLED. Và LG còn trang bị chúng ta thêm một cái ốp lưng nữa, thì ốp lưng này nó có thêm một cái màn hình OLED 6.2 inch nữa, giúp chúng ta có hai cái màn hình. Còn nói về cấu hình để chơi game thì thôi rồi luôn, chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 855 Plus, chúng ta sẽ có 6GB RAM và chúng ta sẽ còn nhiều đồ chơi nữa ở trong cái hộp của máy. Mình nghĩ là mình cũng không có cần phải đề cập 855 Plus chơi game mạnh thế nào đúng không? 6GB RAM đa nhiệm tốt thế nào? Chắc mình nghĩ mình cũng không cần đề cập nữa. Và anh em, mình nghĩ là đối với mình thì mình đang mê con này lắm, thì hẹn anh em khi nào mình có V50 thì mình sẽ mở hộp so sánh với anh em, và đó là chuyện xa vời sau này thì mình cũng chưa chắc. Rồi thì nếu anh em muốn mình test hay là mua hay là sử dụng con V50 này thì anh em cứ comment phía bên dưới, mình sẽ cố gắng lút nó về để trên tay cho anh em. Và nhớ là hãy like, share và subscribe, nhấn chuông nữa để ủng hộ mình có thêm động lực để mà sắm con này về. Rồi chào anh em và chúc anh em một ngày vui vẻ.